Hello anh em nhá. Nói chung là cũng bận quá anh em ạ. Hôm nay thì bắt đầu mới diễn ra cái hoạt động mà đấu đội 33 nha. Thì mình cũng chưa có kịp tìm hiểu anh em, tại vì cũng đang rất là bận, cho nên là hôm nay thì sẽ vô đánh tới đâu và nghiên cứu tới đó anh em nhá. Thì mới vô thì nó sẽ có cái cầu phúc này, thì mình sẽ cầu phúc 3 lần để xem nó như thế nào. Thì hiện tại thì mình thấy là cái điểm thắng thì nếu mà thắng thì sẽ cộng 20%, chiến thần 100% và tỷ lệ rơi đạo cụ sẽ là 100%. Ok. Tạo và vào đây chiến đội mời vào còn xì chung đâu đâu không biết. Không biết là cái này nó có cái tính năng triệu hồi không ta? Chưa nhìn thấy anh em ở đâu cả. Có một bác cái xì chung đâu rồi không biết. Thì mình sẽ mở âm thanh lên chút xíu nghe cho nó đỡ nhàn nha anh em. Đâu nhỉ, Huy đại ca đâu ta? Thế sao mình không thấy ở trong phòng chờ này nhỉ? À, anh em có thể mời anh em ở trong cùng chiến đội với mình để lấy cái cùng có hiệu ứng búp nha. Nếu mà anh em ở trong cùng cái chiến đội thì anh em sẽ có được hiệu ứng búp, còn những anh em mà chưa vào đội á hoặc là chiến đội khác á thì nó sẽ không có hiệu ứng búp nha anh em, hoặc là nhiều khi anh em quên lấy thì anh em sẽ bị thọt cái hiệu ứng búp của cả team nha. Đâu rồi? Hôm nay là khả năng là sẽ nghiên cứu thôi anh em ạ. Cho nên là nếu mà xì chung này không vô thì mình sẽ mời người khác anh em nhé. Kiếm một anh em khác mời vô đi. Chứ giờ đợi lâu quá rồi. Hai này hai anh em cân luôn. Xem cái hoạt động này nó sẽ như thế nào đây. Rồi, quy tắc này. Ok.
quyết đấu thần 16, nói chung là sẽ quyết đấu à. Vẫn là đánh dạng như kiểu BO3 em ạ. Tuyển thủ đã top 16 và top 16 họ sẽ có tư cách tham gia giải đấu đỉnh cao để đoạt phần thưởng thần vệ sĩ. Đấu đỉnh cao quyết đấu thần sẽ tiến hành như thể thứ 3 tháng 2, mỗi lượt có thời gian 5 phút. Đấu trường sẽ khai mạc vào 8 giờ 30 thứ 3 và thứ 6 cuối cùng của các mùa đấu. Các tuyển thủ phải chú ý thời gian. Chơi luôn. Không biết là nó có cho hai người có cho vô không anh em. Không ai vô luôn anh em ạ. Bắt đầu ghép đi. Ok, à vậy nó sẽ bắt buộc phải có 3 người anh em ạ. Thì nếu mà không có thành viên thứ ba tham gia thì nó sẽ tự động nó ghép thêm một người nữa anh em nhé. Sẽ ghép cùng một người nữa để tham gia hoạt động 3v3. Ghép hơi lâu anh em ạ. Tại vì kiểu server nó còn tương đối ít á. Cho nên bây giờ mà ghép 33 này không biết là có người để cùng tham gia hay không. Vẫn chưa tìm được thành viên thích hợp anh em ạ. Ok, may quá, có thêm một người đấy anh em. 57 triệu vào clone luôn. Mà thôi đánh cũng được. Thu thập báu vật thần binh. Là nhạt đánh bại người chơi. Dẫn đầu 100 điểm thần binh trước. Điều kiện thắng là đội dẫn đầu nhặt được 100 phần thần tinh trước đội chiến thắng. Địch này. Mình sẽ ấn vô map mình xem thử nha. Tôi tính cao cấp. Chưa hiểu lắm này, đi lại tới cái điểm thần tinh này. Ok, anh em ngoài đã thu thập thì anh em sẽ đi giết địch để lấy thần tinh nha. Đây. Ok, rồi, nói chung là cũng sơ hiểu rồi anh em. Còn mỗi cái vấn đề thu thập nữa thì mình chưa biết là thu thập ở đâu.
Ok. Thu thập thần tinh. Không thấy thu thập thần tinh ở đâu anh em ạ. Đây, anh em cứ nhìn cái điểm đỏ trên bản đồ nhá, thì là kẻ địch cái đang ở đấy. Là anh em chạy lại, anh em giết địch thì sẽ bắt đầu rớt cái thần tinh ra, có nghĩa là những cái thần tinh mà địch nó thu thập á, nó sẽ rớt ở đấy luôn. Nó đồ nào mà kiếm được 100 cái thần tinh đầu tiên thì đội sẽ chiến thắng nha. Ok. Ô bị gì? Tại những cái điểm này thấy có cái biểu tượng thu thập mà tại sao lại không thu thập được anh em ạ? À? Nên là chủ yếu là sẽ đi giết người và nhặt thần tinh của họ rơi ra nha. Giữa đang có người này. Mà ở lại đây là chết rồi, không thể thoát được anh em, là top lục địa mà hơn cả tỷ lực chiến chứ đâu phải đơn giản. Đó, anh em lấy cái tốc độ di chuyển này nó rất là có lợi nha anh em. Thứ nhất là anh em có thể là truy kích địch rất là tốt này. Ở đây, đây là cái chỗ anh em thu thập này. Ok. Rồi chiến thắng nha. 6 trên 67 trên 6. Thì đây. Thác ấn ngưng tụ. Nói chung là cái phần thưởng thì mình cũng chưa nghiên cứu, để lát đấy mình sẽ. Đây. Rồi. Xịt chung online chưa, chưa online luôn. Thôi xem. Rồi tiếp tục anh em. Cần phải có 3 thành viên SS thì mới bắt đầu có thể là ghép đội được nha. À, trận này hơi căng, cũng gặp bên kia cũng cả 1 tỷ mốt anh em ạ. À. Căng nha. Cái thần phù hình như là nó sẽ tụ tập ở giữa anh em ạ. Rồi. Khá căng ấy nha anh em. Chưa đội nào thu thập được nha. Cái này nó còn liên quan đến cái tốc độ khai thác nữa anh em à. Cho nên là nếu mà anh em có cái tốc độ khai thác cao thì anh em sẽ nhặt những cái viên này rất là nhanh. Thu thập xong bị trạng thái xấu anh em ạ. Giảm với 80% tốc độ di chuyển này. Cái này mục đích là để cho các bên phe địch á, khi mà mình nhặt được cái thần tinh thì bên phe địch họ sẽ bắt mình dễ hơn.
đâu. Với cái khi mà nó sẽ cái thần phù nó sẽ tập trung ở giữa nha, thì anh em nhìn trên cái bản đồ thì nó sẽ có cái ô thời gian. Ủa đâu mất tiêu rồi ta? Ô Angel bị mất kết nối rồi. Bên mình cũng đang chiếm ưu thế anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi mình nhặt thần tinh. Đó, ok. Nhìn điểm đỏ và đi giết người chiếm thần tinh, và sau đó thì anh em sẽ đi lại bốn cái cột mốc ở xung quanh để anh em chiếm nhá. Bác sĩ Trung kia người ta đánh từ bao nhiêu hai trận rồi mà bây giờ mới online. Anh em trên đầu anh em có số 30 cộng á, có nghĩa là trên người anh em hiện tại đang giữ được bao nhiêu thần tinh nha. Nếu mà trường hợp anh em bị chết á, thì tất cả những cái thần tinh đấy nó sẽ bị rơi ra ngoài, và bên đối phương họ sẽ nhặt được cái thần tinh này, hoặc là bên của phe mình nếu mà ở đó mà có thể giết được người thì cũng sẽ nhặt được cái thần tinh này vô luôn. Cho nên cái việc chiến đội mà mạnh hay yếu á, nó rất là quan trọng trong cái trận đấu này. Nếu chiến đội anh em yếu thì sẽ rất là khó phòng thủ cũng như là chiếm đoạt được các cái cứ điểm tài nguyên của kẻ địch. Đó, tranh chấp rất là khó anh em, nhiều khi anh em chạy cũng khó chạy người ta. Nhưng anh em tốt thì thường sẽ phải ưu tiên lấy cái tốc độ chạy nha, để truy đuổi nó tốt hơn. Nói chung là mình thấy tốc độ chạy hai bên đều cần anh em. Bên yếu thì cũng cần lấy để mà chạy chứ. Đã yếu mà còn chạy chậm nữa thì làm sao mà thoát khỏi bàn tay truy đuổi của đối phương được, đúng không? Ok, cố gắng, mình sẽ cố gắng lấy đủ 100 điểm để mình chiến thắng luôn anh em nhé. Ồ, Angel này tính đánh mình à? Chạy rồi anh em. Rồi win luôn rồi. Nhặt xong này là win nha. Ok. Ui, mình chiếm được 70 thần tinh. Giết 6 chết 0 nha anh em. Hết 2/3 cái gọi là tổng thần tinh của cả đội rồi. Ok, bây giờ xí chung online rồi thì mình sẽ mời xí chung nha. Vào đi chung ơi. Nói chung hoạt động này cũng tương đối dễ thôi anh em, chủ yếu là cái đội của anh em nó mạnh yếu thôi. 1 tỷ này, 600, 360. Ok, chiến đội này vẫn đánh rất là tốt nha anh em. Vẫn là chiến đội mình chiến như thế nha. Rồi, mình sẽ khoanh vùng cho anh em này. Đây, cái chỗ này là thần phù nhá. Còn bốn xung quanh của nó ấy, thì sẽ là các cái điểm mà để anh em lấy tài nguyên. Rồi ok, cái chấm màu xanh dương này là cái chấm của anh em.
Đây mình sẽ tới đây mình đánh hai ông nào. Bây giờ thì mình đang ở bên đội đỏ nha. Mình cũng chưa có quen PK cái con đây đốt phải nhiều đâu anh em, mà lại đang một mình đánh ba đấy là cũng khá là khó. Ok không sao, tại vì mình cũng chưa có thu thập thần tinh gì mà, cho nên là cái lượng thần tinh nó cũng sẽ không có nhiều đâu để mà cướp đâu nha anh em. Khi mà anh em chết thì nó sẽ đưa anh em về cái khu vực gọi là trung tâm. Thì tại khu vực đấy á thì anh em sẽ đi vào điểm giữa để anh em hồi nha. Thôi anh em ơi, chạy thôi. Cái này phải đi chung mới được. Đi chung anh em ơi. Ba ông CC không đánh được anh em ạ. Đi điểm giữa. Ok, giờ là mình sẽ nhặt thần tinh và mình sẽ kéo lại anh em ạ. À. Đó, nói chung là cái này, nói chung là cái việc mà lật kèo nó cũng rất là ok nha. Tại vì khi mà kẻ địch đánh á, kẻ địch thu thập thần tinh nhiều rồi á, mà anh em chỉ cần giết họ được một turn thôi là có thể anh em sẽ nhặt được hết toàn bộ cái thần tinh bên người họ thôi. Đó, chủ yếu là cái thứ nhất là cái gì? Cái việc mà thu thập tài nguyên này, nó đã đủ mốc 100 chưa? Hai bên, đấy là cái tính cả hai bên nhá. Còn một khi mà đã đủ hai bên thu thập đủ thần tinh rồi ấy, mà chỉ cần bên này giết được bên kia mà nhặt được hết thần tinh của họ là cũng sẽ giành được chiến thắng nha anh em. Đó. Vì đại ca bị mai phục rồi. Ok. Đó, chỉ cần anh em cố gắng đi theo team thôi. Theo team này bảo kê lẫn nhau nha. Em đi theo team để anh em bảo kê lẫn nhau là ok. Đi riêng lẻ là sẽ rất là dễ bị mai phục và sẽ không có đánh được nha anh em. Cứ cho quân địch họ đi nhặt đi, sau bắt đầu mình KS. Thì đấy là một trong những cái lợi thế của các anh em mà top cao, lực chiến cao mà có thể là chấn áp đối phương. Rồi. Rồi ok, chiến thắng nha. Mình được 214 điểm. Ôi, thì chung kia đi nhặt rất là nhiều này. Không biết là một ngày được đánh được bao nhiêu lần đấy nha. Vẫn được đánh tiếp nha anh em.
không biết là tối đa được bao nhiêu lần. Tìm đối thủ hơi lâu. Ok, anh em nhớ là đi chung nhé. Thấy mà team mình mà đang bị ví dụ như bây giờ là hiện tại của team của mình á, anh em nhìn làm sao biết được team mình màu gì? Anh em nhìn này, đấy, như này nha, là team mình hiện tại nó là màu cam này, team địch nó sẽ màu xanh. Đấy, anh em nhìn thấy cái màu xanh không? Đó. Và cái ô mà số bên này á thì nó sẽ là cái gì? Điểm thần tinh mà kẻ địch đang có. Đó, điểm thần tinh kẻ địch đang 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 giữ nha. Thì anh em có thể là xem và anh em tính anh em quyết định là anh em đi tới gặp ai để mà giết, để anh em chiếm những cái điểm thần tinh đó. Đó, anh em nhìn thấy không? Đó, bây giờ là kẻ địch nó sẽ là màu xanh dương nha. Rồi bây giờ anh em đi thu thập thôi. Bị cái hiệu ứng giảm tốc này. Anh em cứ thu thập đi, rồi từ từ mình sẽ đi mình chiếm lại, không sao hết. Tuy rất nhiều thần tinh luôn. Ông nào mà ăn được cái quả này thì đúng là gọi là thành nha. Gọi là miếng mồi để cho bên team bên kia họ đi săn anh em ạ. Thịt thơm, thịt thơm. Cái kết tinh á, anh em để ý cái góc 12 giờ và góc 6 giờ nhá, thì nó là cái kết gọi là thần tinh cao. Anh em đánh cái đấy thì anh em sẽ rơi được 20 thần tinh. Còn anh em đánh ở hai bên cánh góc 9 giờ và góc 3 giờ thì nó sẽ là thần tinh thấp, thì anh em nhặt đó nó chỉ có 5 thần tinh thôi. Ok, team mình đang thu thập rất tốt nha. Team địch có vẻ online hơi ít anh em ạ. Thế một ông là bị mất kết nối này. Một ông hai ông bị một ông bị chết này, một ông mới kết nối, một ông hình như đang treo ở trong cái map hồi sinh chứ không có đi ra ngoài, tại vì nãy giờ này mình không có thấy. Trận này thì chiến thắng cái nó dễ dàng rồi. Rồi chỉ có một thần tinh nữa là thắng nha anh em. Bên kia không có được một cái thần tinh nào luôn anh em ạ. Trận này quá nhàn. Ok. Bác sĩ Trung cái bác cái thu thập rất tốt nha. Ok này. À.
Ô, vẫn được đánh tiếp anh em ạ. Một tỷ mỗi một tỷ. Ok, team mình vẫn khỏe lắm. Ô, nếu mà nó không giới hạn số trận thì anh em cứ đi hoài thôi đó ta. Rồi. Ok. Trận này mình sẽ màu xanh nha anh em. À, mới vô thì thần tinh nó chưa có hồi phục nha. Mình sẽ đi tìm các đối thủ mà màu có cái màu đỏ để mình giết. Ok. Rồi thì định gì đây, có kẻ địch anh em. Giết trước đã là thu thập sau, chứ nếu không mà thì quá trình thu thập của anh em nó sẽ bị gián đoạn nha. Đó, nếu mà kẻ địch trên người họ không có được một cái thần tinh nào á thì anh em giết họ cũng không sẽ không có rơi thần tinh nha. Thoải không nhỉ, hay là lúc nào à? Ừ đúng rồi, nếu mà trên người kẻ địch có không thần tinh thì anh em không có ấy được, giết người cũng không có rớt thần tinh nào luôn. Trong túi có cái gì đâu mà cướp được anh em. Giết đồng đội tôi liều thật. Đó, hiện tại thì mình đang được cái anh em khi mà nó reset cái thần phù ở giữa thì anh em sẽ nhận được cái, anh em nhặt được thì anh em sẽ nhận được cái trạng thái đây nha. Ok, đây này anh em thấy chưa, anh em chú ý các cái mốc thời gian mà nó báo khi nào reset thì nó sẽ hiển thị ở giữa đây. Đúng là mình anh thời gian mình lấy thôi. Cái bắc ke này cứ đi đâu cũng gặp mình này, sao mà sống nổi. Ok hết. Ôi sao lại có hai ông Ken ta? Chắc là chuyển tên người khác server nó ghép lại anh em ạ. Tại vì đây hoạt động quân đoàn mà. Việc chuyển tên giữa ông mạnh và ông yếu cũng không có gì ở lại. Rồi, lại đây thu thập thôi. Đó, anh em chú ý trên cái bản đồ nha. Trên có các anh em phe địch, anh em để ý xem là họ có lại gần mình không. Để bố trí người nhận và người hỗ trợ anh em phòng thủ nó cho nó hợp lý. Tránh cái trường hợp mà đang mình thu thập đá đời cuối cùng là tất cả nó thành cốc cốc rơi vào tay kẻ địch nha anh em. Rồi, thu thập xong cái này mình nhặt là win luôn nha. 20 điểm, còn thiếu 14 điểm mới nhặt phát này được 20 điểm rồi. Rồi, win luôn. Ok. Cái MVP hình như là nó tính theo cái số lượt giết người anh em ạ. Giết được nhiều người thì nó MVP nha. Số lần nữa đây.
Nó có cái hình biểu tượng cái loa ở đây này anh em. Cái hình biểu tượng cái loa đây là kêu gọi thành viên nhá, anh em bấm vô. Nó sẽ gửi cái thông báo kêu gọi thành viên. Kêu gọi người tham gia chung cái chiến đội của anh em để tham gia cái hoạt động 3v3. Thì những anh em nào công cùng quân đoàn mà thấy được cái thông tin đấy thì có thể ấn vào để mà gia nhập chiến đội. Thì như cái đấy là gia nhập tạm thôi chứ không phải gia nhập chính thức đâu. Cho nên là tốt nhất anh em nên ưu tiên anh em mà cho cùng chiến đội và hẹn nhau đúng giờ để mà tham gia thì nó sẽ nhận được nhiều cái lợi ích hơn. Rồi anh em đứng vô giữa này trước nha, khi nào mà hết thời gian thì nó sẽ tự động nó lôi anh em đi. Rồi mình đổ màu xanh nha anh em. Ok, hai thần tinh đầu tiên. Rồi chạy lên thần tinh cao cấp nha anh em, thần tinh cao cấp là mới rồi, cứ thật thôi. Để ý được các mốc thời gian sẽ giúp anh em tiết kiệm được cái quãng đường anh em đi. Nếu mà anh em mà không để ý các cái mốc thời gian cái viên nào nó hồi phục á, thì em cứ chạy một vòng cuối cùng mà chạy tới nơi thì bị chả tìm thấy nó đâu anh em ạ. Thành ra mình sẽ bị mất thời gian. Thay vì cái thời gian đấy mình truy đuổi thì truy đuổi kẻ địch để mình nhặt lấy những cái thần tinh của họ rơi ra, của họ đã thu thập, thì mình lại đi mình la vào mình đi tìm những cái viên thần tinh mà nó chưa hồi phục và mình cứ chạy quanh 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 map thì rất là buồn cười nha anh em. Ô, thế là nhầm không? Sẽ vô giữa lấy thần phù nha. Thần phù sẽ ban cái sức mạnh cho cả đội anh em ạ. Trạng thái vô địch trong 30 giây. Trong 30 giây thì anh em sẽ không có được miễn nhiễm sát thương nha anh em nhé. Rồi bây giờ 5 giây nữa thì hồi phục ở đây thì mình sẽ đứng đây mình canh. Rồi thu thập thôi. Cái thời gian mà nó nhảy ở trong con game này, trong cái trận này thì có vẻ nó nhanh hơn là so với thực tế đồng hồ bên ngoài anh em ạ. Mình cảm thấy là như vậy. Chắc hình như nó nhanh hơn đâu đó khoảng mấy phần trăm. Ok, nhẹ nhàng nhặt được 92 rồi nha anh em. Chạy. Mình rất không không chơi chưa đi chơi con đê cá chí đê đức chí bao giờ, cho nên là combo nó không có được mượt đâu nha anh em, cho nên anh em xem anh em đừng có chê bai mình nhá. Ok rồi win
chết được, có bác sĩ chùm được cái vô cái mình mất FPP luôn anh em ạ. Ông sao đánh được nhiều thế nhỉ? Để mình check vào đây mình xem cái hoạt động chiến đội. Ô, mình lên đến gần bạch kim rồi. Anh em cứ đánh càng nhiều sẽ được à. Thì nó có bảng xếp hạng chiến đội nữa anh em. Mình đang xếp hạng 1 nha, chiến đội mình đang xếp hạng 1 nha. Ok, tạm thời sẽ cứ đánh thôi, hôm nay thì mình ấy thiếu người không? Ủa? Thấy vẫn cho đánh mà. Ủa sao nó không có ghi nó không có ghi giới thiệu hoạt động là đánh được bao nhiêu lần nhỉ? Xem ở đâu đấy? Ok. Rồi vậy là hình như là thôi để cái này mình nghiên cứu thêm. Theo cái thông tin em chia sẻ thì sẽ đánh được 3 trận thôi anh em nhé. Còn nếu đánh nhiều hơn thì sẽ không được nhận thêm điểm nha. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ tạm thời kết thúc ở đây anh em nhé. Anh em sẽ xem được cái thứ hạng của mình ở đây này. Em vô một quân đoàn này, chiến đội này. Anh em xem cái danh sách chiến đội tất cả nó sẽ có ở đây. Và xếp hạng thì anh em cũng nhìn thấy ở trên cái bảng này anh em nhé. Điểm này. À, mình đang dẫn đầu với điểm là 106 điểm. Đó, hoặc là anh em sẽ xem ở cái mục xếp hạng. Hạng chiến đội này. Đó, đội của mình tên là One Hit thì do đội trưởng là mình luôn nha, là thần điêu, à thần điêu này. Thì tổng điểm là 106. Do đánh chưa thua trận nào anh em. Đó, còn các đội khác là từ dưới 90 thôi. Ok, nói chung là đội của mình rất là khỏe. Về cái tổng lực chiến là xếp thì đến hơn 2 tỷ 6 anh em. Nó cũng còn hên xui anh em ghép cặp như thế nào nữa, nhiều khi ghép phải cái đội khỏe thì đây ví dụ có cái đội Papazazi này cũng là 2 tỷ 8 này, khỏe hơn cả chế độ mình anh em. Do cái ngày đầu đánh thì nó sẽ chưa có cái sự phân bổ chính xác về cái thực lực đó, cho nên là nó cũng chưa nói được điều gì nhiều đâu. Chỉ anh em cố gắng anh em tham gia và cũng dựa vào nhân phẩm khi mà anh ghép cặp nữa. Ok, thôi anh em giải tán nha. Rồi, anh em nào có thắc mắc hay là có góp ý về cái hoạt động 33 này thì anh em cứ comment xuống bên dưới video này anh em nhé. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu nạp kim cương xanh thì anh em cứ liên hệ với mình. Thì hiện tại thì mình có nhận nạp cái gói kim cương xanh là 600k cho 3K2 kim cương xanh anh em nhé. Gói này là 600.000. Còn các cái gói ví dụ 3K8 15 kim cương xanh thì mình nhận với giá là 690.000. Đặc biệt là mình có một cái gói hot dành cho các anh em ăn event lớn, đó là gói là 7 triệu thì anh em sẽ nhận được khoảng gần 42k kim cương xanh. Ok. Rồi em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình theo số điện thoại là 0946 636 282. Thì để được hỗ trợ nhanh nhất anh em nhé, anh em cứ nhắn tin cho mình qua Zalo số đó luôn nha.
Tất cả các thông tin của mình về liên lạc cũng như là các cái số tài khoản thì mình đều có để bên dưới cái phần mô tả của video này. Anh em đều có thể theo dõi và liên hệ với mình. Rồi, xin cảm ơn và chào tất cả anh em. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ nha.